Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Bảo Phát cà phê 89 sẽ review sơ kỳ mai tại chùa do gia đình tôi dễ sang vàng trực tiếp kết những cái nụ hoa lại với nhau thành cái bông lớn cho mọi người. Bây giờ hãy đi theo Bảo Phát xem tình con mọi người chung tay nhau làm cái bông này đẹp như thế nào nha. Đèn lên đây. Đây là cây liễu và được mọi người chặt về, xong rồi lật hết cái lá đi, xong rồi kết những cái bông như thế này nè, rồi kết những cái bông như thế này, xong rồi chúng ta quấn vào đây để tạo ra cái mai rất là đẹp và lộng lẫy luôn. Lưu ý là khi mà chúng ta cột cái bông mai này vào đây thì ta phải cột chặt, nếu như cột không chặt ở trong quá trình dựng ra là nó sẽ chạy ngang lại đó. Và đặc biệt là cây mai rất là quyền quý nha mọi người, là do được rất là nhiều cô gái xinh cùng nhau chung tay để mà kết lại những cái bông hoa này đẹp để được rỡ trong những ngày mùng 1 Tết này tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm. Những áo phiên hả mọi người đó, đây là cô giáo Bích Tự Dung, Bích Sự Dung cô giáo cô là bộ tiếng Anh. Cô giáo hôm nay cũng dành cái thời gian của mình ra để kết những cái bông mai này vào cho để cùng nhau phụng sự tâm bảo nè. Cô giáo rất là xinh luôn. Đây là một cô giáo của trường mầm non. Đây là cô giáo tên gì quên rồi ta? Tâm Lan. Cô giáo này Tâm Lan nha mọi người. Chưa có người yêu luôn. Bạn nào muốn tìm được cô Lan này hãy follow nha. Follow mới tìm được cái cô Lan này nha. Follow cô trên Bảo Phát nha. Rồi đây là đây, xin chào mọi người. Đây là đào trong hoa, đào trong gió. Hoa đào trong gió luôn hả? Học biệt danh là cô bé 1m52, có chiều cao rất là tí không người ta nói gì mập đẹp, mập đẹp ốm dễ thương mà cười duyên dáng, cũng chưa có người yêu luôn nha mọi người. Mọi người cứ follow và subscribe kênh của Bảo Phát nha, để Bảo Phát cho số điện thoại nha nếu mọi người thích cô này nha. Rồi chúc thích cô phòng lab một cô nhân viên kỹ thuật phòng lab. Hiện tại hôm nay là 20 mấy tuổi, 25 tuổi, quay xa hay tướng 25 tuổi chưa có người yêu luôn. Mọi người và muốn số điện thoại là Facebook cũng như là Zalo ha, mọi người cứ follow Bảo Phát và đăng ký kênh chúng ta cho Phát nha. Bảo Phát sẽ share cái số điện thoại cho mọi người. Chào mọi người nha. Đây là đang nói là nổi tiếng nữa. Mọi người là chuyên có cái thư tâm thiện, tôi muốn trị bệnh cho tất cả các mọi người. Đó là một cô y tá rất là xinh xắn dễ thương. Ngày hôm nay cô y tá cũng có mặt ở tại chùa để tham gia gia đình tuổi trẻ kết những cái bông hoa này lại nhau. Thì cô y tá này là tên Thiên, vẫn chưa có người yêu, đang FA. Mọi người cố gắng subscribe và đăng ký follow kênh Bảo Phát để Bảo Phát cho số nha, và cho Facebook Zalo nha. Hello, chào mọi người. Quên rồi, cho số của vô đây chưa? Đó mọi người ơi. Ba. Hello, xin chào mọi người. Ta là Hải Văn. Mình là một thành viên trong gia đình tuổi trẻ. Trong nhóm tuổi trẻ. Nổi bàn vàng lên. Cây mai đẹp quá. Cây mai đẹp quá trời luôn á. Tết này mọi người ơi, đây là team trang chuyên nghiệp kết những cái bông hoa này nha mọi người. Tết này Tết này gia đình nào mà có nhu cầu cần lắp ráp bông mai ha, theo nhu cầu kỹ thuật số hiện đại thì mọi người cứ follow kênh Bảo Phát mọi người, để mọi người đặt inbox trước nha mọi người. Đây, đây là đội hình team chuyên kết bông mai. Chào cả nhà nha. Năm mới vui vẻ. Gia đình nào mà đang có nhu cầu cần lắp đặt bông mai hãy liên hệ cho Bảo Phát nha, để Bảo Phát liên hệ cái đội hình này đến tận nhà để mà lắp đặt luôn. Cứ một cây bông mà to to 6 triệu. Cây bông to giờ 6 triệu nè. Đó. Thời gian đi hoàn thành cây mai to này là trong vòng 3 ngày. 3 ngày cho mọi người, cam kết cho mọi người là 3 ngày cây mai này sẽ xong. Trời ơi, coi cả cô giáo làm rất là chuyên nghiệp và nhiệt tình luôn đó. Vô tận trong gốc cây này luôn. Đó, gốc cây này là nhiều người ngắm nè.
anh không có gánh mai luôn đấy. Khó chứ anh cố gắng mà. Anh cố gắng mà. Còn cô bé này sao không đi mà sao mình vậy? Sao mình không hả? Đang quay mà. Đang selfie nè. À selfie hả? Ừ. Đó, dễ thương xinh xắn không mọi người ơi. Chắc là dễ thương luôn đó. Con này là bóng